Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Bên cạnh Duy là một siêu phẩm bạn Mercedes-Benz AMG SL43. Đây là một biểu tượng của dòng xe thể thao hạng sang của Mercedes-Benz. Và với chiếc xe màu đen nội thất nâu này thì bên Duy đang chuẩn bị để mà giao về Phú Yên để cho một anh chị khách hàng ha. Dạ, thì với cái chiếc xe SL43 AMG này các bạn thì đây là một cái dòng xe mà có thể nói là các anh chị mà chọn những cái mẫu xe này thông thường là các anh chị đã rất là biết danh tiếng của chiếc xe này rồi. Chiếc xe đầu tiên mà của cái dòng xe SL này các bạn thì nó là sản xuất năm 1952, nó có tên là 300 SL và đó là chiếc xe huyền thoại và đang được trưng bày ở tại viện bảo tàng của Mercedes-Benz ở bên Đức. Đó, trở lại với cái chiếc xe SL43 AMG này thì các bạn sẽ thấy là đèn xe của chiếc xe này bây giờ đã được thiết kế mới ha, rất là nhìn nó rất là thể thao và cá tính luôn các bạn nha. Và đây là lưới tản nhiệt đặc trưng của những cái mẫu xe AMG. Đó, lưới tản nhiệt thì các bạn thấy được rất là rộng về bề ngang. Bởi vì sao? Bởi vì là cái chiếc xe SL43 này có một cái kích thước là bề ngang nó rất là rộng luôn các bạn, và một cái capo rất là dài. Bởi vì sao các bạn, đây là những cái dòng xe thể thao hiệu suất cao của Mercedes-Benz, cho nên là việc cái động cơ sẽ đặt vào gần giữa, đặt vào có thể nói là trọng tâm của chiếc xe đặt vào giữa luôn, cho nên là cái việc mà khi mà chúng ta chạy ở tốc độ cao bạn thì cái chiếc xe nó sẽ bám đường tốt hơn cũng như là dễ kiểm soát hơn ha. Đây là một cái mà phân bố trọng lượng mà tất cả những cái chiếc xe thể thao phải hướng tới các bạn, là phải cân bằng một cách tốt nhất ha. Đó, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là ở đây có một cái camera. Mặc dù chiếc xe này nhỏ thôi các bạn nhưng mà vẫn được trang bị là camera 360 độ. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy là cái khu vực cản ở dưới nè, thì đây là những cái nét đặc trưng của những cái mẫu xe AMG rồi ha. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn đi sang bên hông một chút xíu nha. Đi sang bên hông thì các bạn sẽ thấy là phần mâm xe của chiếc xe này ha, được thiết kế rất là đẹp. Đây là bộ mâm của AMG luôn các bạn nha. Và kích thước của lớp hiện tại bây giờ là 265/40 ZR20 đó. Và cái bánh sau các bạn nó cũng sẽ to hơn đó. Đối với những cái dòng xe thể thao thì thông thường các bạn biết rồi, bánh sau lúc nào nó cũng sẽ to hơn bánh trước để tăng cái độ bám đường, cũng như là nhìn từ phía sau các bạn thì các bạn sẽ thấy là nó bề thế hơn ha. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là đĩa phanh của chiếc xe này được thiết kế rất là lớn luôn, và cầm phanh cũng rất là lớn và được sơn màu vàng có logo AMG ha. Đây là những cái bộ phanh rất là danh tiếng của AMG ha, hiệu quả phanh cực kỳ tốt luôn. Bởi vì đây là những cái chiếc xe thể thao chạy rất là nhanh, cho nên là cái việc mà được trang bị một cái cầm phanh phải đặc biệt hơn so với những dòng xe thông thường là một cái điều bắt buộc các bạn nha. Tiếp theo nữa thì các bạn, hệ thống treo của chiếc xe này thì các bạn sẽ được biết là những cái chiếc xe AMG thông thường sẽ là động cơ AMG nè, hộp số AMG nè. Ngoài ra thì phải là hệ thống treo của AMG. Đó, hệ thống treo của AMG nó sẽ khác với những hệ thống treo thông thường của những mẫu xe Mercedes-Benz. Đó là hệ thống treo này có thể là điều chỉnh được độ cứng hay là mềm. Đó, để giúp cho cái việc mà khi mà chúng ta vận hành hàng ngày á, chúng ta có thể là chọn cái chế độ êm ái ha. Ngoài ra thì chúng ta khi mà chúng ta đi tốc độ cao hơn thì có thể là chiếc xe nó sẽ tự động chuyển sang cái hệ thống treo thể thao hơn, có thể là gọi là cứng hơn các bạn nha. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn đi ra phía sau một chút xíu. À, trước khi ra phía sau ha, mình coi thông số lớp bánh sau á, thì các bạn sẽ thấy là ở đây có một cái logo là Turbo Electrify. Đây là một cái công nghệ turbo mới trên cái những dòng xe hiệu suất cao bây giờ của Mercedes-Benz và được thừa hưởng từ những cái mẫu xe đua F1. Ok, tiếp theo nữa thì Di sẽ cho các bạn xem nè. Cái bánh xe sau của chiếc xe này nó sẽ to hơn các bạn nha. Kích thước của lớp bánh sau nó là 295/35 ZR20. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là tay nắm cửa của chiếc xe SL này là thiết kế dạng ẩn ha. Đây là một cái thiết kế mới rất là hiện đại, cũng như là giảm cái hệ số cản gió cho cái chiếc xe thể thao như thế này. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn đi ra phía sau nè. Một cái điểm mà khi mà các bạn nhìn từ phía sau của chiếc xe này á, thì các bạn thấy nó rất là đẹp luôn các bạn nha. Đó, mặc dù phía sau của xe được thiết kế rất là đơn giản luôn, các bạn thấy không? Những cái chi tiết mềm mại, đường cong mềm mại thôi, không cần phải làm những cái hốc gì nhìn nó hầm hố hết. Nhưng cái chiếc xe SL43 này cho chúng ta một cái góc nhìn từ phía sau thật sự là quá đẹp luôn các bạn. Và nếu mà các bạn để ý thì nó vẫn thừa hưởng giống như cái thiết kế của chiếc 300 SL, chiếc xe huyền thoại. Cái phần đuôi xe được thiết kế rất là bầu bỉnh ha, rất là đơn giản nhưng rất là tuyệt vời.
Đó, các bạn thấy là ở đây có chữ SL43 nè, logo AMG nè, logo Mercedes-Benz, là được một giống như là nó không phải là màu bạc các bạn, nó là một cái chi tiết giống như màu gọi là màu satin á, màu hơi gọi là đen mờ ha. Đèn xe ở phía trước dưới phía sau có một cái nét tương đồng với nhau. Đó là đèn xe phía trước thì các bạn thấy là nhỏ vuốt dài ha, còn đối với đèn xe phía sau thì cũng được thiết kế là nhỏ và vuốt dài luôn, nó đồng bộ với nhau, nhìn nó rất là đẹp ha. Những cái chiếc xe AMG ấy, thì thông thường chắc chắn một điều là sẽ được thiết kế là bô kép đối xứng hai bên đó, và logo AMG ở trên cái bô xe luôn các bạn nha. Các bạn sẽ thấy là phần cánh gió ở phía sau của chiếc SL43 này thì được thiết kế rất là to, và với tốc độ là 80 km/h thì tự động cánh gió này sẽ được bật lên nha, và có thể là điều chỉnh được 5 vị trí khác nhau để mà phù hợp với lại tùy theo cái tốc độ mà chiếc xe nó cài đặt ha. Chúng ta sẽ ngoài ra thì chúng ta có thể là tự điều chỉnh bằng cái nút bấm ở bên trong vô lăng luôn các bạn nha. Ok, bây giờ Di sẽ mở cốp cho các bạn xem. Đây là cái chiếc xe thể thao hai cửa các bạn, thì cái cốp xe nó rất là nhỏ ha, chúng ta có thể để được một cái vali thôi, có thể gọi là một cái vali nhỏ thôi các bạn, không để được nhiều đồ đâu. Đó thì chúng ta cần những cái có thể là một cái chuyến đi vài ngày cho hai người thì có thể là để đồ vừa đủ ở đây. Đó, SL thì được trang bị, đây là một chiếc xe thể thao hạng sang các bạn, cho nên là trang bị rất là nhiều những cái option. Ở đây các bạn thấy nè, có một cái nút đóng mở nè ha. Bây giờ Di sẽ cho các bạn xem cái phần nội thất của chiếc xe SL43 AMG này. SL43 AMG được trang bị cái ghế AMG Performance các bạn. Thì đối với những cái thị trường ở nước ngoài á, thì chúng ta có thể chọn được hai loại ghế, một loại ghế thông thường và loại ghế AMG Performance như thế này. Nhưng đối với cái chiếc xe này cũng như là chiếc xe mà tất cả những cái chiếc xe mà Mercedes-Benz Việt Nam đặt về cho thị trường Việt Nam mình á, thì đều đặt cái ghế AMG Performance Seat này hết các bạn nha. Đó thì các bạn sẽ thấy cái ghế này nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều so với cái ghế thông thường, cũng như là cái ghế được thiết kế rất là mỏng ha, nhìn vào là chúng ta thấy hấp dẫn liền. Đó, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là cái vô lăng của chiếc xe AMG SL43 này, đây là một dạng vô lăng thể thao đó, và AMG luôn, vô lăng thể thao Performance của AMG luôn các bạn. Là các bạn sẽ thấy là trên vô lăng nè có những cái núm điều chỉnh khác nhau nè, thì núm điều chỉnh bên này thì chúng ta có thể là điều chỉnh được cái chế độ lái của xe đó. Khi mà di chuyển sang chế độ S cộng thì cái bô xe nó sẽ nghe hầm hố hơn, cũng như là trên màn hình nè các bạn thấy nè, nó sẽ có cái hình cái bô xe được sáng lên nè ha. Ok, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là trên này cũng vậy, có những cái nút bấm để điều chỉnh tiếng bô nữa. Ngoài ra thì các bạn thấy đối với những cái chiếc xe SL trước đây á, thì cái cần số nó hay nằm ở dưới khu vực này, nhưng mà đây không phải là cần số các bạn nha. Đó, cần số vẫn được gắn ở trên vô lăng để cho cái cảm giác trải nghiệm lái xe nó có thể nói là không thái học hơn, hoặc là có thể là dễ dàng sử dụng và tiện lợi hơn các bạn nha. Đó, một điểm nữa các bạn rất là thú vị trên cái chiếc xe này, đó là cái màn hình của cái chiếc xe SL43 này có thể điều chỉnh được góc nghiêng để chống chói các bạn, để chống chói nha. Chỉ có những chiếc xe mui trần và đặc biệt như SL43 này thì chúng ta mới có thể là điều chỉnh được cái góc nghiêng của cái màn hình ha. Đây. Và bây giờ Duy nghĩ là các bạn đang rất là mong muốn để mà xem cái chiếc xe này nó gấp mua như thế nào nha. Đó thì Duy cũng sẽ nói sơ qua rồi Duy sẽ quay cho các bạn xem. Có nghĩa là trước đây đối với cái phiên bản SL, phiên bản trước đây các bạn, thì cái mui này muốn được gấp lên hay là gấp xuống thì phải mở cái cốp xe này ra rồi mới được gấp vào. Nhưng đối với phiên bản này thì chiếc xe của chúng ta rất là gọn và gấp rất là thông minh luôn, không cần tới phải mở cái cốp phía sau ra. Bây giờ Duy sẽ mở lên cho các bạn xem. Chỉ cần một cái nút bấm ở đây các bạn, và chúng ta có thể là cảm ứng nè ha, đóng mở mui nè. Các bạn thấy không? Hiện tại là khi mà cái mui của chúng ta được gấp lên á thì sẽ không cần phải mở cái cốp với khóa phía sau luôn. Nó rất là gọn và rất là thông minh luôn. Đây là một cái chiếc xe mà Duy nghĩ là có cái phần mà gấp mui nó đẹp nhất trong tất cả những cái chiếc xe mui gấp luôn các bạn. Đây. Thấy không? Rất là đẹp luôn. Và một cái vật liệu mà để sử dụng cho cái phần mui này nó cũng rất là đặc biệt các bạn nha. Và khi mà chúng ta để ý những cái chiếc xe mui trần như thế này nè, thì cũng cái phần mui nó cũng rất là dễ vệ sinh và nó không thấm nước nhiều. Nó không thấm nước nhiều có nghĩa là khi mà chúng ta xịt nước lên thì các bạn sẽ thấy là nước nó sẽ được trôi xuống rất là nhiều luôn và động lại rất là ít. Và những cái mui này thì nhà sản xuất nói là làm tới 3 lớp luôn các bạn. Và trong ở bên trong cái mui này nó có một cái lớp để cách âm nữa. Đó, những cái xe mui trần mà khi mà chúng ta đóng lên như thế này chúng ta chạy thì nó gần giống như là những cái chiếc xe bình thường luôn, những cái xe mui kính bình thường luôn ha. Ok, bây giờ Duy sẽ mở ra cho các bạn xem và chúng ta sẽ xem cái phần động cơ nha.
chỉ 15 giây thôi các bạn, là chúng ta có thể là đóng mở được mui. Và khi mà chúng ta đang chạy ở tốc độ 60 km/h, dưới 60 km/h thì mui xe vẫn có thể là đóng mở được các bạn nha. Đó, đây là một cái điểm cũng rất là hay đó, chúng ta vừa chạy và chúng ta có thể là vừa đóng mở mui. Ok, bây giờ Di sẽ mở cho các bạn xem cái phần động cơ. Và đây là động cơ của chiếc xe SL43 AMG. Đây là một cái động cơ được lắp ráp thủ công bằng tay bởi cái anh này các bạn, Dennis nè. Thì chiếc xe màu đen này thì là anh Dennis này lắp ráp. Còn đối với bên Di còn một cái chiếc xe màu trắng ở trên lầu các bạn, thì là một anh khác nữa ha. Đó là động cơ One Man One Engine, là như vậy. Một người sẽ lắp ráp một cái động cơ từ đầu tới cuối luôn, và có gắn cả tên của ảnh trên đó. Và sức mạnh của cái động cơ này các bạn, mặc dù là máy chỉ 2.0 lít thôi, nhưng nó sẽ mạnh bởi vì là được sử dụng cái hệ thống turbo tăng áp Turbo Electrify của xe đua F1, nó sẽ nằm ở đây. Hộp số của chiếc xe SL43 AMG này cũng là một cái hộp số rất là đặc biệt của AMG. Đó, nó có tên gọi là AMG Split Shift MCT. Đó, thì cho một cái khả năng nó sang số nhanh hơn rất là nhiều so với là những cái hộp số thông thường. Vừa rồi thì Di cũng đã quay rất là chi tiết cho các anh chị các bạn xem cái mẫu AMG SL43 này rồi. Và các anh chị nào về còn thắc mắc về cái chiếc xe này thì có thể là gọi trực tiếp cho Di qua số điện thoại của Di là 0914653979. Nếu các anh chị thấy clip của mình hay, đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất về tất cả những mẫu xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo.